1 cộng 2 bằng 12. Yeah! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách nhớ mãi mãi 12 thi tiếng Anh bằng toán cộng. Nghe ngộ chưa nè? Cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Cùng lắc đầu vài cái để khởi động não đi. Vô! 1 cộng 2 bằng mấy ta? Đương nhiên là bằng 3 rồi, quá dễ. Công thức 12 thì tiếng Anh cũng đơn giản giống bài toán này vậy. Chúng ta sẽ chinh phục 12 công thức này trong vòng 9 phút bằng phép cộng nha. Các bạn chuẩn bị giấy bút để ghi chú là những gì cần lưu ý ha. 9 phút, bắt đầu. Trước tiên, chúng ta cần quy ước về ký hiệu được dùng trong công thức nha. Động từ sẽ có 5 ký hiệu là verb 0, verb 1, verb 2, verb 3 và verb in. Verb 0 là động từ nguyên mẫu không có to. Verb 1 là động từ dùng ở thì hiện tại đơn, nhớ hiện tại đơn là verb 1. Verb 2 là các động từ dùng ở quá khứ đơn, cứ quá khứ đơn là verb 2 hết. Verb 3 dùng cho các thì có chữ hoàn thành, thì nào có chữ hoàn thành thì bắt buộc phải có verb 3. Verb in dùng cho các thì có chữ tiếp diễn, tương tự như trên, thì nào có chữ tiếp diễn thì phải có verb in. Sao mà tùm lum verb hết trơn vậy nè, nhức đầu quá. Thật ra thì các động từ verb 0, verb 1, verb 2, verb 3, verb in tuy khác nhau về mặt hình thức nhưng có cùng một nghĩa thôi. Ví dụ như nếu verb 0 là cách mà bạn ăn bận khi ở nhà thì verb 1 là khi bạn đi cà phê, verb 2 là khi bạn đi làm, verb 3 là khi bạn đi quẩy. Còn verb in là khi bạn đang ở nhà nhưng có thêm cái đuôi, và cái đuôi đó chính là đuôi in. Nếu chúng ta có verb 0 là be thì verb 1 sẽ là am, is, are. Am nếu chủ ngữ là I, is nếu chủ ngữ là he, she, it và danh từ số ít, are nếu chủ ngữ là we, you, they và danh từ số nhiều. Cái này tôi chỉ nói sơ thôi, vì cái chúng ta quan tâm hôm nay là công thức. Verb 2 của be sẽ là were, was. Verb 3 sẽ là been. Verb in của be là being. Tương tự nếu verb 0 là have thì verb 1 sẽ là have hoặc has. Verb 2 sẽ là had và verb 3 cũng là had. Verb in của have là having. 12 thì tiếng Anh có 3 nhóm thì chính. Nếu coi mũi tên này là thời gian từ quá khứ đến tương lai thì ở chính giữa là hiện tại, còn đây là quá khứ và đây là tương lai. Chúng ta chỉ cần nhớ thật chắc 3 thì căn bản nhất sau đây là hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn là đủ. Thì hiện tại đơn có công thức là chủ ngữ cộng verb 1, quá khứ đơn có công thức là chủ ngữ cộng verb 2, tương lai đơn có công thức là chủ ngữ cộng will cộng verb 0. Chúng ta chỉ cần nhớ đúng 3 công thức này thôi và phải nhớ thật kỹ. 9 thì còn lại chúng ta sẽ tự suy ra từ 3 thì căn bản này bằng hai khẩu quyết sau đây. Bất kỳ thì nào có chữ hoàn thành thì phải có have cộng verb 3. Hoàn thành là phải có have cộng verb 3. Bất kỳ thì nào có chữ tiếp diễn thì bắt buộc phải có be cộng verb in. Tiếp diễn phải có be cộng verb in. Ở đây be và have được viết in hoa tất cả các ký tự để ta biết rằng tùy trường hợp mà dạng của be và have sẽ là verb 0, verb 1, verb 2 hay verb 3. Rồi, bây giờ chúng ta kết hợp những điều đã biết ở trên với phép tính cộng để nhớ mãi mãi 12 công thức nhé. Đầu tiên là nhóm thì hiện tại. Bắt buộc phải nhớ công thức của thì hiện tại đơn, đó là chủ ngữ cộng verb 1. Tiếp theo là thì hiện tại tiếp diễn. Tiếp diễn thì phải có be cộng verb in. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cộng hai vế, cộng từ trên xuống ha. Chúng ta có chủ ngữ cộng với khoảng trống, tức là không cộng gì cả. Hạ xuống, chủ ngữ vẫn là chủ ngữ. Verb 1 của be. Verb 1 của be là gì? Là am, is, are. Chúng ta viết xuống am, is, are. Verb in tương tự với chủ ngữ không cộng gì cả, chúng ta hạ xuống. Vậy thì suy ra công thức của thì hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng am, cộng is, cộng are, cộng verb in. Tiếp theo là thì hiện tại hoàn thành. Hoàn thành thì phải có have cộng verb 3. Khi viết thì chúng ta viết vế tiếp theo á ngay phía dưới động từ của vế trước đó. Ở đây chúng ta có have nằm ngay phía dưới động từ của vế trước đó, chứ là verb 1. Bây giờ chúng ta cộng hai vế. Chủ ngữ cộng khoảng trống là chủ ngữ. Verb 1 cộng với have thì sẽ là have hoặc has. Và verb 3 hạ xuống. Chúng ta có công thức của thì hiện tại hoàn thành, đó là chủ ngữ cộng have cộng has cộng verb 3. Thì tiếp theo là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta có hoàn thành tiếp diễn. Hoàn thành, chúng ta sẽ ghi hoàn thành. Hoàn thành là have cộng verb 3. Tiếp diễn là be cộng verb in. Và nhớ cứ vế sau viết ngay phía dưới động từ của vế trước. Vậy thì be sẽ nằm ngay phía dưới verb 3. Bây giờ chúng ta cộng từ trên xuống. Chủ ngữ cộng thẳng xuống là chủ ngữ. Verb 1 của have
thì sẽ là have hoặc has. Verb 3 của be thì sẽ là been, và verb in không cộng gì cả, hạ thẳng xuống. Chúng ta có chủ ngữ cộng have, has cộng been cộng verb in. Đó là công thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Bây giờ đến nhóm thì quá khứ. Quá khứ đơn có công thức là chủ ngữ cộng verb 2. Thì tiếp theo, quá khứ tiếp diễn. Tiếp diễn thì phải có be cộng verb in. Bây giờ chúng ta cộng hai vế lại với nhau. Chủ ngữ đưa thẳng xuống vì không cộng gì cả. Verb 2 của be là were, was. Và verb in không cộng gì cả. Chúng ta hạ thẳng xuống. Vậy thì công thức của thì quá khứ tiếp diễn là chủ ngữ cộng were cộng was cộng verb in. Thì tiếp theo thì quá khứ hoàn thành thì phải có have cộng verb 3. Bây giờ chúng ta cộng hai vế lại với nhau. Chủ ngữ hạ thẳng xuống. Verb 2 của have là had. Verb 3 không cộng gì cả, hạ thẳng xuống. Vậy công thức của thì quá khứ hoàn thành là chủ ngữ cộng had cộng verb 3. Thì cuối cùng trong nhóm thì quá khứ, đó là quá khứ hoàn thành tiếp diễn lại có hai thành tố là hoàn thành và tiếp diễn. Hoàn thành thì phải có has cộng verb 3, tiếp diễn thì phải có be cộng verb in. Cộng 3 vế lại với nhau nào. Chủ ngữ hạ thẳng xuống. Verb 2 của have là had. Verb 3 của be là been. Và verb in không cộng gì cả, tương tự chủ ngữ, chúng ta hạ xuống. Vậy thì công thức của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là chủ ngữ cộng had cộng been cộng verb in. Nhóm thì cuối cùng là nhóm thì tương lai. Công thức của thì tương lai đơn là chủ ngữ cộng will cộng verb 0. Tiếp theo là thì tương lai tiếp diễn. Đã nói đến tiếp diễn thì phải có be cộng verb in. Và ở đây mình có will cộng verb 0 nên có thể là các bạn sẽ viết sai vị trí của be verb in. Nhớ ha, be verb in vế thứ hai phải viết ngay phía bên dưới động từ của vế trước, tức là ngay phía bên dưới verb 0. Rồi, tương tự chúng ta cộng hai vế lại với nhau. Chủ ngữ hạ thẳng xuống. Will không cộng gì cả cũng hạ thẳng xuống luôn. Verb 0 của be thì chính là be. Và verb in hạ xuống. Vậy thì công thức của thì tương lai tiếp diễn là chủ ngữ cộng will cộng be cộng verb in. Thì kế tiếp tương lai hoàn thành, đã nói đến hoàn thành thì phải có have cộng verb 3. Cộng hai vế lại với nhau nào. Chủ ngữ hạ xuống, will hạ xuống, verb 0 của have là have và verb 3 hạ thẳng xuống. Vậy thì công thức của thì tương lai hoàn thành là chủ ngữ cộng will cộng have cộng verb 3. Thì cuối cùng đó là thì tương lai hoàn thành tiếp diễn hai thành tố hoàn thành và tiếp diễn. Hoàn thành thì phải có have cộng verb 3, tiếp diễn thì phải có be cộng verb in. Cộng 3 vế lại với nhau nào. Chủ ngữ hạ thẳng xuống, will hạ thẳng xuống, verb 0 của have là have, verb 3 của be là been và verb in hạ thẳng xuống. Vậy là chúng ta có công thức của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, đó là chủ ngữ cộng will cộng have cộng been cộng verb in. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn lại một lần 12 thì ha, theo từng nhóm thì. Nhóm thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Tiếp theo, nhóm thì quá khứ, chúng ta có quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và cuối cùng nhóm thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Nhắc lại một lần nữa, để chúng ta có thể nhớ mãi mãi 12 thì này thì điều kiện tiên quyết đó là nhớ nằm lòng ba thì căn bản: hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Tiếp theo là hai khẩu quyết: bất kể thì nào có chữ hoàn thành thì phải có have cộng verb 3, bất kể thì nào có chữ tiếp diễn thì phải có be cộng verb in. Hoàn thành have cộng verb 3, tiếp diễn be cộng verb in. Sau đó tùy thuộc vào tên gọi của các thì mà chúng ta sẽ cộng các vế lại với nhau. Thế là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Đừng quên like, subscribe và share video này đến mọi người nếu bạn cảm thấy nó hữu ích nhé. Hãy comment cảm nhận của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See ya.